Có thể nói cựu thủ tướng Shinzo Abe đã dành cả cuộc đời cống hiến vì nước vì dân. Thậm chí ngay trong khoảnh khắc bị tấn công và qua đời, ông cũng đang làm việc vì nền dân chủ. Đâu ai có thể ngờ rằng người lãnh đạo có tâm có tầm lại ra đi trong hoàn cảnh đau lòng đến thế. Chuyến xe cuối đã lăn bánh chở cựu thủ tướng trở về quê nhà của ông tại thủ đô Tokyo để phục vụ cho việc mai táng. Vào khoảng 6 giờ sáng mùng 9 tháng 7 theo giờ địa phương, một chiếc xe tang chở cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã được nhìn thấy rời khỏi bệnh viện tại thành phố Nara để trở về nhà của ông tại thủ đô Tokyo. Chính phu nhân của cựu Thủ tướng là người mang di cốt về nhà. Các thành viên cấp cao của Đảng cầm quyền Dân chủ tự do mặc đồ đen và xếp hàng tại đó nhằm bày tỏ lòng kính trọng với cựu Thủ tướng. Rất đông cảnh sát Nhật Bản được huy động để đảm bảo an ninh, an toàn hàng chục phóng viên đông hơn cả các sĩ quan cảnh sát đứng đợi đoàn xe bên ngoài nhà của gia đình ông Abe. Theo truyền thông Nhật Bản, bắt đầu từ cuối giờ chiều ngày 9 tháng 7, gia đình sẽ tiếp nhận việc phúng điếu từ nội các, các đảng phái, đại diện các tổ chức. Thủ tướng Kishida Fumio cũng có mặt tại tư gia của ông Abe sau khi tham gia vào hoạt động vận động tranh cử thượng viện tại một số địa phương. Theo quan chức của Đảng Tự do Dân chủ, thì lễ viếng tại gia đình sẽ kéo dài đến ngày 11 trong nội bộ những người thân cận. Ngày 12 dự kiến sẽ tổ chức tại chùa Jojo ở thủ đô Tokyo. Sau lễ viếng tại gia đình, Đảng Tự do Dân chủ sẽ thảo luận về việc tổ chức lễ tang với hình thức quốc tang hay trong phạm vi của đảng. Nhật Bản vẫn chưa công bố chính thức về việc tổ chức quốc tang cựu thủ tướng Shinzo Abe. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố Mỹ sẽ treo cờ rủ để vinh danh ông Abe. Và Tổng thống Brazil ra lệnh quốc tang 3 ngày ở nước này để tưởng nhớ cựu Thủ tướng Nhật Bản. Còn tại Ấn Độ, để quốc tang một ngày tưởng nhớ cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe để bày tỏ sự tôn trọng sâu sắc nhất của các quốc gia đối với nhà lãnh đạo lỗi lạc.